vui em. Có đi khác thì đi Thái rồi đi Hàn rất là nhau. Không, đi 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 Hàn á lộn đi Thái này đi lần này là thứ tư rồi. Chán lắm rồi. Chúng em đang rất là vui. Rất là vui. Sẵn sàng là cái MVP chưa? Sẵn sàng rồi, em vào lần đó bảy nét cái đoàn điện Thái luôn. Em chuẩn bị rồi, em chuẩn bị đồ gì để mang đi Thái rồi? Em chuẩn bị thuốc đau bao tử. Đội trưởng của Dubai. Sao? Sao sao? Anh gì cũng nói không? Lắp lại chim à? Anh ơi, mát không anh hay là nóng? Mình không có gì muốn nói à? Mình không có gì muốn nói à? Cool boy, cool boy. Không gì nói hết. Hôm qua coi củ chi một đi. Ê, củ chi một làm gì á? Coi gì á? Coi live stream. Coi live stream đang live hả? Đang coi Raw Player. Ồ. Đang coi tài năng trẻ. Tài cu. Tài cu. Xem tài con mắng luôn. Rồi cho anh em coi tài con mắng luôn. Mới bò đầu rồi vô không có gì bắn. Nó tay to lắm anh ơi. Em đang ngày nào em cũng coi em học. Nếu mà solo tay con em nghĩ mình thắng bao nhiêu phần trăm? 50-50. Thằng nào bắn trước đó win. Thằng nào bắn lỗi lên đó thua. Ờ đây là em mà solo với cả tay con thì sao? Em nghĩ mình thắng bao nhiêu phần trăm? Chắc vừa nhìn nó cái nó bắn em bể đầu quá. Không, cu này bắn ghê lắm. Em đang làm gì đấy? Ma này. Đang nghe chuyện ma. Cái gì bắn giải đó, nghe chuyện ma. Nghe cho nó xong chuyện, tối qua đây nằm nghe ngủ nửa chừng. Ok. Nhưng mà nó chưa có game. Thế không này?
Thường trước giải đấu thì em thường thư giãn ra để trước các giải đấu lớn. Thường mà trước giải đấu được ngồi vô được dàn thi đấu của họ setting các kiểu thì thường tụi em nghe nhạc. Rồi khi nào mà họ không cho bật YouTube trên máy nữa thì tụi em lén vô Discord tụi em mở bot tụi em nghe. Thì thường trước ngày thi đấu thì em có thử ăn món ăn gì kiểu để kiểu lấy may mắn cho mình không? Soi món ăn may mắn thì thường không có. Thường tụi em kiểu ăn ngon là được. Món gì mà em yêu thích của em là món ăn yêu thích. Đối với bên Thái, món yêu thích của em thì thường là những món gọi là ngon nhưng mà nó không cay quá. Cay quá khó đi vệ sinh rồi nè. Ngoài đi ăn cảm thấy sao rồi? Hôm qua thì em ăn gà vô thì nó hơi đau bụng. Hôm qua em gần ăn gà vô thì nó hơi đau bụng. Hôm nay sao rồi? Tình hình đau bụng biết sao rồi? Hôm nay thì đỡ hơn rồi anh. Có nhiều bạn đi cùng giúp đỡ đỡ bụng không? Bạn đi cùng á. Bạn này biết nói tiếng Việt mọi người. Nên là support cho tụi mình nhiều lắm. Em đi từ mai đổ theo ấy, thì em có mang gì theo không? Em á. Em không có mang gì hết anh à. Em muốn gửi lời người các fan ở trong bộ đang ở Việt Nam của Divine. Thì rất mong mọi người là cổ vũ cho bọn mình thi đấu thật là tốt. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chỉ có mỗi Z đây thôi, các thành viên Divine Sport đã ra ngoài xử lý công việc riêng rồi. Thì có mỗi Z đây thôi thì Z hôm nay mục tiêu của em là được bao nhiêu kỹ cơ 1, bao nhiêu chicken dinner? Thì em nghĩ là chicken dinner bây giờ nó không quan trọng nữa nè. Như phong cách bắn của Amori, đó chỉ là chỉ cần top 1 là được. Top 1 bài xếp hạng chứ không phải. Hôm nay em nghĩ là mình team Divine Sport thì được bao nhiêu điểm rồi nè, bao nhiêu điểm? Thì mục tiêu của tụi em đó là trung bình 10 điểm một trận. Tức là cũng giống SGD 50 điểm hôm nay. Dạ đúng ạ. Cùng SGD, hai team Việt Nam sẽ có hai team 50 điểm ngày hôm nay. Thì riêng cá nhân Z là có đặt ra cho mình một cái bao nhiêu kill không? Hay một cái chỉ số gì không? Đối với em thành tích cá nhân không quan trọng. Quan trọng là hôm nay bọn em làm hết sức có thể để có một cái chỗ đứng vững ở trên top 3 và xếp hạng. Rất nhiều bạn thấy là Z bây giờ như là không bán cái vị trí như trước nữa. Dạ. Chuyển sang phải làm sport, chatbot đúng không? Cho nên là số kill không còn được như là giải G-PUBG cách đây là năm trước 2018 nữa. Thì em nghĩ sao về cái việc chuyển vị trí của mình như thế? Đôi khi cái việc chuyển vị trí này nó cũng mang cho em đến khá nhiều áp lực. Khi mà cảm giác như là mình chốc thì em cũng khá áp lực về bản thân. Nhưng mà em nghĩ thì chỉ cần mình làm tốt nhất thì ở vị trí nào, khi mình làm tốt nhất thì team cũng sẽ tốt, không cần phải quá nổi bật làm gì. Mình xin cảm ơn tất cả những khán giả qua màn ảnh nhỏ đã ủng hộ team Divine Sport cũng như là những team đi qua Thái lần này. Thì cầu mong là mọi người ở nhà xem với một tinh thần gọi là tích cực. Thì dành cho những anh em nào chưa biết lịch đấu thì tầm 16 giờ đó là 4 giờ chiều ở Việt Nam thì giải đấu sẽ bắt đầu diễn ra. Thì mong là mọi người sắp xếp công việc để xem và cháy hết mình của bọn mình. Vậy luôn á.
Và ghi có mấy bạn nữ đẹp lắm, xinh lắm. Vịt có là muốn có mục tiêu là mấy chiếc container hôm nay Vịt nhỉ? Hai cái. Hai. Hai thôi. Bao điểm tổng hay là đi vai thì điểm? 50 điểm rồi. 60 điểm. 60 điểm, tức là nhiều hơn Z, kết quả 50 điểm, tức là TV là 60 điểm, nhiều hơn cả Z và SGD đặt ra hôm nay. Thì cá nhân em đặt ra là mình có được bao nhiêu kill không? Không, quan trọng là điểm số của cả team thôi. Còn Adio thì sao? Adio thì sao? Em thì 50 điểm thôi. Yeah. Anh em nói như có ai đó đi cổ vũ em ấy thì có tiếp sức mạnh bao nhiêu phần trăm cho em không? Nó hút sức mạnh luôn á. Hút sức mạnh luôn. Hút hết sức mạnh rồi. Thôi kệ nó. Kệ nó luôn. Kệ nó. Em không kệ. Không kệ luôn. À thế lúc nãy em vừa nói gì nhỉ? Ở ngoài kia, có mấy bạn nữ xinh lắm. Em có hướng dẫn viên không? Bây giờ đi luôn. Đi. Đây là chúng ta gặp bác fan hâm mộ nữ của PUBG. Đấy. Đấy đấy. Thôi. Ngã lắm anh ơi. Vicky rồi, nhờ đội trưởng rồi. Chắc nó đi lạc ở ngoài đó rồi anh ơi. Vicky đang giao lưu các fan hâm mộ nữ ở ngoài. Em biết được cái hòm được MVP chưa? Đây này, vâng, không anh? Không phải. Vậy thì chúng ta sẽ cùng anh em đi giúp anh mang cái hòm ra cho mọi người đi hỏi mọi người đi. Đào giúp mình mang cái hòm của MVP ra để giúp mọi người dự đoán ở trong hòm đấy có những đồ gì. Mở. Và em hãy cùng mọi người, các tuyển thủ Việt Nam đoán ở trong đây có những cái gì. Đây là cái hòm của MVP. Không mở ra thì nó chỉ là cầm thôi. Cái hòm này nặng nha anh. Em nghĩ đồ này đoán là trong này có những cái gì. Em nghĩ trong đây là nó có một cái cúp lưu niệm MVP. Chúng ta hãy cùng thử đến các team ở đây xem là đoán trong này có những cái gì. Anh là giúp cầm. Alo. Nặng không nhỉ? Anh là cái hộp nó nặng không? Nặng anh ạ. Đối với em nó nặng. Phần thưởng cho MVP ở trong này. Ông đoán xem là trong câu lục mở ra và đoán là trong này có những cái gì. Thôi. Bảo đại cởi ra xem có những cái gì. Câu lục mở ra. Anh dùng Nicky dự đoán xem là có những gì. Thì mình nghĩ ở trong có tiền thì chắc chắn không có rồi. Mình nghĩ ở trong chắc là có chắc là mấy cái đồ dùng linh tinh như liên quan đến gear cũng hay là một số vật phẩm lưu niệm của PUBG thôi. Ô nặng đấy. Nghĩ không, trong này thì sẽ một cái tai nghe nè, một con chuột, một vài cái móc khóa lưu niệm, một cái áo của PUBG, một áo thùng hên xui thì có thêm một cái hoodie của PUBG, tai nghe có rồi đúng không ta? Trong này có thêm $100 Mỹ Kim nữa. Nói chung là dù có rất nhiều thứ trong đấy nhưng mà em không cần. Tại vì không cần tụi em có trong này. Tụi em nghĩ tụi em không cần nữa. Em cần người yêu em thôi. Em cần gì mà em cần. Cứ đi. Tụi em cần 50k. Đi vai chỉ cần 50.000 đô thôi. Còn lại không cần không. Ê mày cu mày. Em cũng vậy. Jack dự đoán là trong này có gì nhỉ? Trong này hộp này có cái gì? À, em nghĩ là một cái áo. Thử cho Jack cầm thử xem hộp nó nặng. Em nghĩ là em nghĩ là một cái áo thùng, một cái áo khoác và một số cái đồ lưu niệm của PUBG. Tiền thì chắc không có rồi. Đi bay có chỉ cần 50.000 đô thôi. Các thành viên là không muốn nhận hòm của hòm thế này. Bây giờ đi trả nha anh. Đi cắt đi. Đầu tiên mà có được vé tham dự PUBG Global Championship
chung kết thế giới PUBG ấy, thì lúc nghe tin đấy thì cảm giác của em cũng như là cả các thành viên trong team cảm giác hồi đầu á thì tụi em nghĩ là lúc mà mình biết được chắc là mình wow dữ lắm, nhưng mà khi mà thật sự nhận được cái lời mời á thì cả team em gần như là lặng người đi. Cái năng lượng của ngày hôm mà tụi em nhận được tin thì nó lại khác với những gì mà tụi em tưởng tượng, nghĩa là một cái cảm giác mà mỗi người một cái cảm xúc nó lặng ở trong người á. Tại vì bản thân bọn em là cũng đã bị miss visa 3 lần rồi, mà bọn em miss rất là nhiều cuộc thi lớn ở bên global. Thì khi mà biết được cái tin này á, các bạn thay vì hú hét thì các bạn lại lặng ở trong người lại, và các bạn vui một cái niềm vui mà nó trong lòng nhiều hơn. Và em nghĩ là vui, niềm vui đó rất là to lớn, nhưng mà ai cũng chỉ cảm nhận ở trong lòng thôi. Này thì Diva gần như là chắc suất đi Mỹ rồi, thì cái động lực nào mà giúp team luôn luôn là cố gắng thi đấu ở giải này thành tích cao nhất? Giống như cái câu trả lời hồi đầu của tụi em á, mục tiêu của tụi em là game thủ chuyên nghiệp, cho nên là ngay cả khi là mình có vé thì cái điều quan trọng không phải là có vé hay không, mà điều quan trọng là mình nghĩ rằng với trình độ và với cái công sức tập luyện của mình thì vị trí xứng đáng của mình phải là top, mà tất nhiên phải là top 1. Và cái tự tôn của game thủ chuyên nghiệp nghĩa là vị trí vô địch là vị trí của mình, và dù mình có vé hay không thì cái chiếc vô địch đó mình vẫn phải cố gắng đạt được. Về các team Việt Nam ấy thì vậy chắc suốt rồi, thì theo đâu ấy thì team nào sẽ có nhiều cơ hội nhất giành vé đi Mỹ ở giải đấu này? Nhiều cơ hội nhất dựa theo mặt logic về điểm số vân vân và phong độ thì em nghĩ là SGD. Và song song đó là trong SGD thì cũng có Mèo Ú. Và với cá nhân của em thấy thì Mèo Ú đã từng lỡ duyên rất là nhiều lần với các giải đấu. Thì bây giờ SGD được hội tụ vừa là có kinh nghiệm, vừa là có trình độ kỹ năng như là Long Ca, Sapao. Thì em nghĩ là SGD mùa này hội tụ đủ yếu tố để có thể giành được vé để cùng xuất đi chung với Divine. Theo Đông ấy thì ý kiến cá nhân thì Đông nghĩ là ai sẽ trở tuyển thủ nào Việt Nam sẽ thành MVP, là tuyển thủ nào? Vẫn là về mặt logic nha, thì Long Ca đã có ưu thế từ sự cố gắng của 3 tuần online, cho nên em nghĩ là MVP sẽ có khả năng cao nhất là thuộc về Long Ca. Còn trước giải này thì theo cá nhân Đông thôi, suy nghĩ của mình thôi, thì là mình mong là ai được? Mong thì em không mong ai được hết, kể cả team em, mà em chỉ muốn nhìn MVP để xem thực lực của các bạn thôi. Xin chào Đông. Thì Divine Esports là một team rất là chuyên nghiệp Việt Nam ấy, ở bất cứ giải đấu nào mọi người đều công nhận Divine rất là chuyên nghiệp ấy. Thì có một cái phương thức hay là cách nào luyện tập như nào mà để cho Divine luôn luôn thi đấu cách chuyên nghiệp mà tốt như vậy, không được tốt như vậy, không được như vậy? Thì em nghĩ là cái yếu tố đầu tiên chắc là từ đầu thì mình đã nói cho các bạn biết là ở Divine thì chỉ có một con đường thôi là game thủ chuyên nghiệp. Và thật ra thì khi mà mình đưa ra cái mục tiêu như vậy thì mình sẽ thu hút được những bạn cũng chỉ muốn mục đích là theo đuổi chuyên nghiệp thôi. Cho nên đó là lý do mà các thành viên trong team của em á, ngay cả là mình có động viên các bạn stream thì các bạn cũng không muốn stream. Mà nếu mà có thời gian thì các bạn thích luyện tập nhiều hơn là stream. Ngay cả là người ta sẵn sàng có những cái gói streamer á, như các bạn biết á, và cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà các bạn từ chối hết và các bạn chỉ muốn tập trung vào cái sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình thôi. Chào Miu Nhi, thì đây là lần đầu tiên mà em đi thi đấu online cùng với Aleo ấy, thì em cảm giác em được như nào? Bình thường thì những lúc mà em ở nhà, em chỉ ở nhà cổ vũ thôi, còn đây là lần đầu tiên em được đi cùng team và đi cổ vũ trực tiếp, thì em cảm thấy hồi hộp cùng các bạn. Và không biết là cổ vũ trực tiếp thì mình sẽ có cảm xúc như thế nào, có giống như là mình các cảm xúc khi mình xem online hay không? Nếu trường thi đấu ở nhà thì lần đấy thì em thường cổ vũ bằng cái Aleo bằng cách này. Em xem stream mà xem cùng các bạn luôn ạ. Thì cứ mỗi lần mà diễn biến cao trào ấy thì em gào thét lên. Thì ở nhà em có chuẩn bị cái món gì đặc biệt để tăng sức mạnh cho Aleo thi đấu ở giải này? Em thì chỉ có món ăn tinh thần là món ăn tốt nhất cho Lèo thôi ạ. Ở đấy là nếu mà Aleo mà thì
Divide là nhiều thứ hạng cao ấy, đây là có một tiền thưởng lớn thì em mong muốn là đây là phải tặng món quà gì cho mình. À, em thì chỉ cần món quà tình cảm là cao nhất thôi, còn cái phần thưởng của Lèo thì là do Lèo đạt được chứ em không có góp phần gì cho Lèo cả. Nên là em chúc Divide và tất cả các team Việt Nam giành thắng lợi lớn nhất và nằm trong top 5, nhất là SGD. Em mong là SGD sẽ được lọt vào chung kết. Em nghĩ những cái ai trở thành MVP ở đây này, tức là người có nhiều khi nhất ấy. Em nghĩ tuyển thủ nào, dự đoán? MVP thì em nghĩ là Vịt. Em nghĩ là Lê Vịt. Là Lê Vịt? Dạ. Con trai. Bây giờ Rose đang đẩy lên sẽ là rất khó cho Bèo Metal Yoshi, vẫn đang còn nguyên cả 4 player. Chúng ta sẽ đứng với diễn biến khác khi mà Clickbait Divide Sport đang công nha. Mèo vừa rồi hạ gục được Rose Satan, nhưng bây giờ sẽ là một thùng combat giữa Divide và Clickbait Big Steam Ride. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Lợi thế đang thuộc về Divide Sport, những pha công nhà có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp và bài bản. Bây giờ tất cả đang chờ vòng bò, Tokyo Shy phi xe thẳng vào giữa tấm bò nhưng Moonstar vừa bị knock out. Còn phần kill là rất nhanh từ Divide Sport, Divide đã bắt cả thế giới. Tiếp tục làm thùng bắn tốt cho đến từ Levis. Dàn cù đã nằm xuống rồi, Tokyo Shy chỉ còn lại một player mà thôi. Divide đang có quá nhiều lợi thế trong vòng bò này. Trong anh nhiều lúc kia đấy em cảm thấy nhà với phong độ của mình cảm thấy. Thì hôm nay team em thi đấu rất tốt 3 trận đầu tiên rồi, nhưng mà đến 2 trận cuối thì không ổn lắm, chắc là để ngày mai làm tốt hơn. Đánh tính nhất là pha cuối, tại vì bọn em không nhất quán được quyết định với nhau nên pha cuối di chuyển hơi lỗi, tất cả cá nhân nào cũng có lỗi nên bọn em hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Thì so tuy là tụi em chưa đạt được đúng mục tiêu của mình, tuy nhiên hôm nay là ngày khởi đầu khá tốt đối với team em. Em mong là ngày mai tụi em sẽ khắc phục được những lỗi hôm nay và có nhiều điểm hơn nữa. Em cảm thấy phong độ hôm nay thì em cũng chưa được tốt lắm, hy vọng là ngày mai em sẽ tiếp tục bắn tốt hơn nữa. Hôm nay gần chúng ta là Z, đây là ngồi đây. Aleo, Aleo. Hi Aleo. Hôm nay ngày cuối cùng rồi. Mong muốn em là gì? Mong muốn của tụi em là vô địch giải này. Em trao về chiếc vé còn lại đi Mỹ. Em nghĩ là SKD sẽ biết làm gì và phải làm gì để giữ được chiếc vé đó. Em có nếu mà bạn em rồi thì em nghĩ rồi. Thì nếu mà đụng team em thì tụi em bắn thôi chứ. Bắn hết đúng không? Dạ. Chắc là sao? Thôi, hơi buồn đấy, làm gì đấy. Sao anh? Mục tiêu ngày cuối của em bao điểm nhỉ? Mục tiêu ngày cuối của tụi em là làm cố gắng hết sức có thể. Và tụi em chung cũng không đặt quá nặng vấn đề là mình có vô địch hay không, nhưng mà ngày hôm nay tụi em sẽ làm tốt hơn những ngày trước. Em nghĩ có được cùng rồi sao? Sao anh? Thì em nghĩ phần trăm đang cao nhất hiện tại đó là SGD. Thì tất nhiên là tụi em cũng cổ vũ SGD, vì một phần nếu có SGD đi giải Mỹ thì này tụi em sẽ bớt lẻ loi hơn. Nikki đâu? Chúng ta phỏng vấn manager của Divide vậy. Hello Đăng. Hi, chào tất cả mọi người. Em nghĩ kết quả của hôm nay cuối cùng tình nguyện sẽ như nào? Mong muốn của Divide kết quả. Mong muốn của Divide thì Divide sẽ vô địch và SGD sẽ top 2. Tức là hai team Việt Nam sẽ đi Mỹ. Đúng rồi. Hôm nay Divide có chuẩn bị chiến thuật gì đặc biệt không để vượt lên top 1? Thực ra Divide vẫn không có chiến thuật gì đặc biệt cả. Bọn em sẽ bắn như những gì bọn em đã từng bắn thôi. Tốt rồi, sao hôm qua? Hôm qua ngồi ở dưới xem Divide thi đấu thì em cảm thấy nhỉ? Hôm qua thì chắc là team cũng một phần là ít may mắn nên là bọn em bắn chưa được đúng thực lực của mình. Em nghĩ là team em hôm nay sẽ trở lại mạnh mẽ hơn hôm qua. Mạnh mẽ hơn hôm qua. Thì trước vô địch thì em nghĩ là
NGD đã tự quyết được trong tay mình rồi, chắc là sẽ là hai team Việt Nam đi Mỹ ạ. Bên cạnh Levi. Vâng, Nicky đang gửi lời chào mọi người. Một vũ điệu quen thuộc. Mặc một cái áo rất là áo sơ mi rất là kỳ lạ so mọi khi. Aleo muốn gửi lời bạn fan đang cổ vũ Divine ở nhà không? Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho bọn mình. Hôm nay bọn mình sẽ làm hết sức để mà giành được chức vô địch. Cảm ơn mọi người nha. Tục trèo lên khu vực nóc tảng đá nhưng lại là bị bắn vào. Pocoyo bị bò đốt chết rồi. Và tình huống là 1v2 tại trên hình của Divine. Jaxi sẽ làm gì đây? Nicky đang có một tầm nhìn quá rộng và chắc chắn đây sẽ là một pha đổi mạng kịp thời thôi. Jaxi biết rằng Nicky ở trên tảng đá này nhưng không dám đẩy lên. Chúng ta hãy cùng chờ xem, bò sẽ liếm vào vị trí của Jaxi trước. Bây giờ thì Nicky phải đoán được đối phương ở đâu chứ nhỉ? Bên cánh trái là hoàn toàn clear rồi, chỉ còn một vị trí duy nhất có thể đứng được, đó chính là ở dưới chân tảng đá góc trước mặt của Nicky. Đoán được ra đối phương ở đâu rồi. Bây giờ thì đang nhá rất nhiều từ Nicky, gây tiếng để cho đồng đội ở dưới có thể bắn được. Rất khôn ngoan, Nicky đã là người hút đạn, đã nhìn thấy đối phương. Và bây giờ thì sẽ là một tình huống cả trên cả dưới. Và cuối cùng thì Levit là người có mạng. Một pha hút đạn rất hay từ Nicky, rất kinh nghiệm. Xanh tươi sáng Việt Nam hỡi.
xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời, xuôi tay đón nắng mai cười trong má, bao nhiêu con người chung tay xây đời. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Nơi đồng xanh thơm mướt lúa, về nơi nhà cao xe sang phố, và một niềm tin giao ca SOS. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng, về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trong Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời, xuôi tay đón nắng mai cười trong má. Ê Z, yêu ơi. Cảm xúc của em từ nhà cái vô địch lần thứ 3 liên tiếp, lần thứ 3 rồi. À, thì nói chung là đây tới đây là lần vô địch thứ 3, tự nhiên mà những bạn mà thường xem mấy giải ở đấu Việt Nam á thì bạn đã biết là Divai đã lỡ mấy cái chức vô địch ở mấy giải là quá lâu rồi. Cho nên đây tụi mình khẳng định là đây khi tụi mình không vô địch thì thôi, tụi mình đã vô địch thì phải vô địch. Em mục tiêu tiếp theo của em ở tham gia giải Top G Global Championship là gì? Là em cùng team em đều đặt mục tiêu đó là tụi em sẽ cố gắng hết sức mình, thể hiện hết sức mình để tham dự giải đấu PUBG Global Championship 2019 sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 11 tới đây. À, xin chào mọi người. Hello mọi người nha. Hello mọi người. À, thì hả? Cũng hôm nay thì bọn mình cũng may mắn là được giành chức vô địch, nên là cũng cảm ơn mọi người ở nhà, cảm ơn mọi người ở nhà cổ vũ cho bọn mình, cảm ơn ạ. Hả? Mục tiêu đến Mỹ thì bọn mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình giành được chức vô địch ở Mỹ. Hello mọi người ạ. Nói chung là cảm xúc dưới này chắc là rất vui. Em cũng cảm thấy rất vui vì team mình lần thứ 3 liên tiếp vô địch. À lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á. Em vẫn là thành viên đấy mà, em bản thân một bên đấy. Vâng. Em bảo là em sẽ rất vui. Tại vì chưa lần nào mà em đạt được giải thưởng mà lớn như này, vì mình cũng có công sức ấy ở trong team. Ok, hôm nay cùng đến phỏng vấn với cả Nicky đội trưởng phòng thủ Smoke của chúng ta. Cảm giác của em là sao? Cảm giác của em hiện tại đang rất là vui. Thì sau khi đạt chức vô địch lần thứ 3 thì em biết rằng là các đối thủ khác phải cần thêm 2 lần nữa thì mới đuổi kịp được em. Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà đến đấy rồi sẽ biết ạ.
phóng viên thường trú tại Thái Lan. Gốc Thái Lan. Nicky, vài Nicky phóng viên thường trú ở gốc Thái Lan. Gốc VPN. Cảm ơn mọi người, quên. Ok. Chúng ta còn cảm giác giờ bạn ra sao? Vâng, boss của Divine Sport các bạn đều biết rồi đúng không? Xin chào tất cả mọi người. Cảm giác của mình thì nói chung là cũng không có diễn tả được, nhưng mà thật sự rất cảm ơn những bạn đã ở Việt Nam và luôn theo dõi bốn team. Nói chung là cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Và chúng ta hãy cùng tới phỏng vấn Levi, có mỗi Levi thôi, chưa phỏng vấn đâu. À, cảm giác bây giờ em rất là vui và hạnh phúc. Khắp khuôn khắp. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Ngoài ra nếu có lần 4 thì em nghĩ lần 4 cũng sẽ chức vô địch cũng sẽ thuộc về bọn em. Mục tiêu của em là vào đến vòng chung kết và thể hiện hết sức mình có thể. Bên cạnh là Công, các bạn biết là CEO của Divine Esports, thì cảm xúc của anh Định là sao? Thì đây là lần đầu tiên mà em được qua cùng với team, những người khác thì toàn là bận thôi, thì rất là hạnh phúc khi mà team lần đầu tiên mà mình ghi qua cái là team đã được vô địch rồi. Thì hy vọng rằng là mọi người sẽ vẫn tiếp tục cổ vũ Divine tại giải PUBG ở Mỹ. Okay. Divine vô địch. Sai không nói trước đó là anh đi xem giải team toàn thua. Không, anh đi xem giải team vẫn vô địch mà. Gì? Anh đi xem giải với lại giải Việt Nam. Đây là Miêu Nhi, các bạn biết rồi đúng không? Đi xem giải chúng ta đóng vào. Vâng, Miêu Nhi trốn sau lưng của Alex.